Messi. Ồ, anh này là anh nào anh không biết luôn. Con trai Sanchez à? Không biết ở trong phim đấy Con trai là không biết. Ôi ơi, đây là ai? Pam, à Pam yêu ơi à? Anh chồng của Hein. Vậy sao đưa anh tới à? Đỏ đấy. Chị này là ai ấy? Chị này không biết luôn á. Cái này mình vừa lật mà quên mất, trời ơi. Ui da, không biết chị này, chịu rồi. Đây rồi, đây rồi. Nhìn chân đi. Ê nhưng mà ra Vừa nãy mày lật cái nào nhỉ? Ra luôn này. Nhìn chân đi. tiếp đi, chưa thắng được đâu. Đây rồi. Trời ơi, quá tuyệt. Đấy chưa ạ? Sao? Bây giờ như thế nào? Chưa thắng được đâu. Mẹ chơi với con trí nhớ siêu phàm. Chưa thắng được đâu. Ariana Grande, vừa nãy mày lật ở đâu ấy nhở? Chị nhớ xem nào. Chị nhớ xem. Trí nhớ siêu phàm. Bạn rén à? Kim Chi Won này. Chị đang ở đâu ạ? Anh trả à? Ô, Messi. lại nhầm rồi, cái này cũng đến vừa nhất mà. Sao lại hai anh thế này thì xong rồi. Cái này vừa mà chị nhớ sức phạm nào ấy. Quên, Kim Chi Won. Thế này. Rồi xong, bú. Anh trả này. Anh Casina. Ariana. Ôi thật xong rồi. Đây rồi, anh Bảy ơi. Em phát anh. Rồi mà lần anh Messi nữa thì buồn cười này. Rồi như thế nào ấy? Karina. Thôi, một vài bạn nhân từ. Sao Nhưng mày mà mất kiểu gì mày chẳng thua? lượt mà có làm gì có được lượt. Cho lượt được không ạ? Biếu đi, biếu. Biếu. Thôi đây để mình cầm lên cho bạn. Đấy, Kim Chi Won. Cái gì quên. Ok ạ. Mọi người có biết tất cả tên của những người nổi tiếng có trong ván chơi này không? Hãy comment ở phía bên dưới cho bọn mình được biết và nhớ follow bọn mình để đón chờ những video tiếp theo nhé.